Vâng, xin chào các bạn đang chăn nuôi. Hôm trước có một bạn gửi đến cái video mà các bạn đang xem trên màn hình đó, thì một con dê con nó bị sưng khớp chân, khớp gối chân trước và đi lại rất là khó khăn. Thì như trong video này bạn này mô tả thì con dê này nó đã bị triệu chứng sưng khớp này rất là nhiều lần rồi. Giờ là nó bị lại lần 2, lần 3 gì đó, đi lại khó khăn, sưng cái khớp lên. Và đợt trước thì mình cũng có đã hướng dẫn điều trị rồi, chút nữa các bạn sẽ xem cái phác đồ thuốc rõ hơn. Đây là một số thuốc bạn này có mua đỡ sẵn ở bên mình. Làm em chết Butasan với cái chai này nè. Butasan và Elitete các bạn. Nó hết này nó đi tà nhát tiếp. Con này cũng vậy, nó đi như ông già sỉnh vậy. Sau đó thì mình có từ cái tủ thuốc đó thì mình có tư vấn điều trị cái phác đồ khác không? Chút nữa các bạn xem không? Đây, bạn này nhắn tin lại cho mình đây các bạn. Nó này, thuốc anh hướng dẫn chích hay quá. Thì bữa trước mình hướng dẫn và cái video nãy nó bị các bạn. Nhưng mà mình bị mất cái dữ liệu video á, nên là nói bạn này gửi lại nữa. Còn đây là lúc nó đã khỏe này. Còn đấy các bạn, khỏe đi lại bình thường đó các bạn. Ăn uống bình thường, khỏe mạnh rồi nha các bạn. Đấy, thì trong cái này bạn này có nhắn tin này. Đó. Nó này anh, thuốc anh hướng dẫn chết hay quá. Mình không, bữa là nó bị viêm khớp đó các bạn. Tại vì mấy cái video cũ là mình bị mất hình, mất video mất. Thì mình mới nói là gửi lại cái video mà nãy các bạn xem đó. Thì cái phác đồ trong clip là phác đồ dùng cái Eritotra các bạn. Đây này, kết hợp với Butasan, sau đó mình có cho xài thêm một số cái thuốc khác nữa như là Esper. Đấy, nhưng mà chích cái liệu trình ghét hơn, chích 4 ngày. Do lúc trước là em này điều trị mà chích có 1 2 ngày á. Trong khi cái bệnh viêm khớp là một trong những cái bệnh nó rất là chữa rất là lâu. Những cái bệnh mà dạng viêm ổ mú, viêm trong khớp hoặc là dạng ổ mú nha các bạn, thì điều trị rất là lâu, có thể kéo dài cả tuần như vậy. Các con nặng phải trị 10 ngày. Lúc trước có trị rồi nhưng mà chưa đủ liệu trình của nó nên nó bị lại, nên là bây giờ mình nói tiêm nhiều ngày hơn thì nó đã khỏe các bạn. Liệu trình là dùng Esper này, Eritrea này và Butasan nha các bạn. Đó là cái kết quả mà mình đã tư vấn và hỗ trợ điều trị cho trường hợp dơ bị sưng khớp rất là nặng. Trên kênh mình có chia sẻ rất nhiều các vấn đề về bệnh trên dê. Bệnh dê thì nó cũng khá là khó nhận biết. Chúng ta phải nhận biết đúng bệnh và dùng đúng thuốc thì nó mới hiệu quả nha các bạn. Các bạn có khó khăn thì hãy liên hệ với số Zalo của mình, gửi video qua để cho mình chẩn đoán và điều trị. Nhớ là gửi video nha các bạn. Các bạn đừng có mô tả chi. Dê bệnh nhiều bệnh lắm. Chừng nào mà mình xem video mà mình không có nhận biết được cái bệnh đó thì mình sẽ hỏi thêm các bạn một số thông tin để mình chẩn đoán. Chứ còn các bạn mô tả nó không có chính xác đâu. Ví dụ như các bạn nói dễ chảy, nguyên nhân dễ chảy nó nhiều lắm. Nó cả chục nguyên nhân dễ chảy vậy. Rồi viêm khớp nữa, rồi là viêm phổi rồi nữa. Hạt bỏ ăn nó nhiều nguyên nhân lắm. Thành ra các bạn hỏi như vậy là mình không có biết cách nào mình tư vấn đâu. Mình phải nhìn vào con dê, mình nhìn thần thái nó, mình nhìn sắc lông, mình nhìn biểu hiện của nó, nhìn nhịp thở của nó, nhờ nhìn các biểu hiện bên ngoài
thì mình mới cảm nhận và mình có cái hướng điều trị, và mình sẽ hỏi thêm một số thông tin trong quá trình các bạn nuôi á, để mình chẩn đoán như là chính xác mà đưa ra phác đồ cho chính xác. Bệnh dê mà đoán bệnh không đúng thì mình nói các bạn cho dù thuốc tốt cỡ nào điều trị nó cũng không có bớt nha các bạn. Quan trọng là cái điều tiên quyết nhất, quyết định để mà chữa bệnh dê thành công á, là phải đoán đúng bệnh, phải biết nó đau cái gì, phải biết cái gốc bệnh nằm chỗ nào để chúng ta điều trị, chứ không phải chúng ta nhìn thấy cái biểu hiện bên ngoài chúng ta điều trị cái ngọn không là nó không có dứt điểm được đâu. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.